Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa dông, có nơi mưa to như là thị trấn Tân Uyên, Lai Châu 56,2mm, xã Sipafin, Điện Biên 44,8mm, tại khu vực Mường Chiên, Sơn La 25,3mm, khu vực Bản Hồ, Lào Cai 31,6mm và tại khu vực Vĩ Thượng của Hà Giang 21,4mm. Mưa sẽ còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai với lượng mưa phân bố như sau. Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-120mm, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm. Tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi, bà con nơi đây cần chú ý đề phòng. Cùng với mưa, không khí lạnh xuống khiến trời rét buốt. Trong ngày mai 17 tháng 1, ngày thứ hai đầu tuần, ở Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi là từ 9 cho tới 12 độ. Vùng núi cao có nơi dưới ngưỡng 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay vẫn là một ngày đông ấm áp. Sáng nay có mưa nhỏ lất phất kèm sương mù, đến trưa chiều có lúc giảm mây hưởng chút nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 24 độ. Từ tối và đêm khi gió lạnh tràn về sẽ mang theo cả mưa rét. Dự báo từ ngày mai 17 tháng 1 trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 cho tới 15 độ. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay thời tiết nói chung khá thuận lợi và ban ngày trời có nắng nhẹ gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều ở vào khoảng 26 đến 27 độ. Về đêm và sáng sớm trời ngưỡng lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 đến 21 độ. Nơi có nắng nhiều nhất trong ngày chủ nhật là thành phố Hồ Chí Minh. Trời nắng khô với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng 33 độ, kèm theo độ ẩm giảm thấp chỉ từ 50 cho tới 55%. Về đêm và sáng trời hơi se lạnh với nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 22 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.